nhật chuyển động bóng đá trên Giấc Mơ Bóng Đá TV. Cùng chia tay Man United cách đây không lâu, Michael Carrick và Ole Solskjaer được nhận định là có thể tái hợp tại một bến đỗ mới. Theo đó, trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Mirror, cựu danh thủ Paul Ince đã đưa ra những nhận định về tương lai của Michael Carrick sau khi nhà cầm quân 40 tuổi rời Man United. Cụ thể, Paul Ince cho hay, với Michael Carrick, có 3 lý do để cậu ấy rời Manchester United. Đó có thể là vì tình huống của Ole Gunnar Solskjaer, người đã luôn đồng hành cùng Carrick bị sa thải, vì vậy cậu ấy luôn nghĩ rằng mình cũng sẽ theo chân Solskjaer. Đây có thể là khả năng thứ nhất. Tình huống thứ hai có thể là do Carrick nghĩ rằng, sau khi rời MU, Ole Gunnar Solskjaer sẽ lại ngồi vào băng ghế huấn luyện của một đội bóng mới. Và cho dù đó có là ở Championship hay đội tuyển quốc gia thì Carrick vẫn có thể tham gia thành phần ban huấn luyện của Solskjaer một lần nữa với tư cách trợ lý. Lựa chọn cuối cùng của Carrick có lẽ là cậu ấy đã có hướng đi riêng. Cậu ấy muốn dẫn dắt một đội bóng. Carrick đã làm rất tốt khi dẫn dắt MU trong 3 trận đấu tạm quyền, dù đó là những trận đấu khó khăn nhưng nó đã tiếp thêm sự tự tin cho cậu ấy. Kể từ sau khi Man United chia tay Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick đã dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford trong 3 trận đấu với vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Nhà cầm quân người Anh đã để lại ấn tượng nhất định khi giúp Quỷ Đỏ có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dẫu vậy, sau khi tân huấn luyện viên Ralf Rangnick lên nắm quyền, Michael Carrick đã bất ngờ nói lời chia tay với Man United. Được biết, trong những ngày vừa qua nhiều đồn đoán đã được đưa ra khi cho rằng, cựu danh thủ 40 tuổi đang được liên hệ để dẫn dắt Preston North End, đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 18/24 tại Championship.